cho tất cả mọi người, và chị phần này sẽ giới thiệu cho các bạn cách tổ cái bóng hoa hướng dẫn này. Đây, nó có cái phần nhân hoàn hướng dẫn đây luôn. Bây giờ chúng cùng bắt đầu tôi nhé. Ok, bắt đầu. Rồi, tiếp mình sẽ tô nó bằng màu đa nha mọi người. Đây. Tiếp theo thì mình sẽ tô nó phân mảng này, thì mình sẽ tô nó bằng màu sẫm lại nha. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ tô cái phân phân nhìn trong này sẽ là màu tím nha mọi người. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ tô luôn phần trong này nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ tô những cái phần lạ hoa này, thì mình sẽ tô bằng màu cam này đây. Bây giờ thì mình sẽ tô nốt lá con gỗ bên này nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ viền ở trong đây. Ok, đây. Như vậy là mình đã hoàn tất tôi xong cái hướng dẫn này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ là subscribe cho mình nhé. Và mình xin được kết thúc cái này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye. Mình cũng